quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nam Thành Cu and Chona. Trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách hàng làm dịch vụ bể bơi rằng làm thế nào để có một bể bơi đảm bảo được nước luôn trong vắt, hay những băn khoăn về sự đảm bảo của những thiết bị bể bơi đang được ra bán rất nhiều trên thị trường. Chính vì thế, trong video review sản phẩm lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm bình lọc nước Espa FCT900, một sản phẩm của thương hiệu thiết bị bể bơi cùng tên đến từ Tây Ban Nha. Sản phẩm của Espa luôn có chất lượng rất cao và có mặt tại rất nhiều những công trình trên thế giới. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, kinh nghiệm lâu năm, những sản phẩm Espa đều trải qua quá trình thử nghiệm kỹ càng trước khi tung ra thị trường. Và cũng như trong những sản phẩm khác, bình lọc bể bơi Espa FCT900 được nhập khẩu trực tiếp, chính hãng và được bảo hành bởi Nam Thành. Về nguyên lý hoạt động của các dòng bình lọc cắt, về cơ bản là như nhau. Về thông số, đường kính 900mm, chiều cao 1300mm, van kết nối phi 60, lưu lượng lọc 31,2 m³/giờ. Thông số này chúng ta cũng cần phải lưu ý để kết hợp với một máy bơm phù hợp. Vật liệu lọc 470kg. Về cấu tạo, chúng ta có thể quan sát về vỏ bình lọc Espa có màu xanh, thân bình được làm bằng chất liệu composite, lớp bảo vệ bằng sợi thủy tinh nano mang lại độ hoàn thiện cao và độ bền đáng tin cậy. Sản phẩm này có khả năng chịu lực, chống tia UV và có thể hoạt động tốt trong môi trường nước bể bơi. Tiếp đến, chúng ta sẽ nói đến tay van 6 chức năng. Tay van này có chức năng điều khiển các chế độ lọc, rửa tùy theo điều kiện nước bể bơi. Chi tiết quan trọng này được cố định bằng các ốc vít rất chắc chắn. 6 chức năng của tay van này bao gồm filter, lọc tuần hoàn, backwash, rửa bình lọc, rise, rửa đường ống, wet, xả nước trong hồ, recirculate, lọc tuần hoàn không qua bình lọc, close, khóa các nguồn nước vào bình lọc. Và cũng có 3 cổng kết nối, một cổng để cấp nước về bể bơi, một cổng nối với máy bơm để bơm nước vào bình lọc và một cổng để xả nước. Các khớp kết nối của các cổng này cũng được hoàn thiện rất tốt. Điều thường thấy ở những dòng sản phẩm cao cấp của Espa, những chi tiết nhỏ đều được chú trọng, ví dụ như răng cao su ở những khớp kết nối để ngăn không cho nước bị tràn ra ngoài và có thể dễ dàng tháo lắp. Đồng hồ đo áp suất sẽ được lắp đặt ở bên cạnh của tay van, giúp cho người dùng có thể biết được áp suất ở trong bình. Đối với cổng xả nước, chúng ta có ở đây một chi tiết kính quan sát trong suốt để có thể nhìn quá trình rửa bình đã được rửa sạch hay chưa. Cuối cùng là van xả cặn ở phía dưới thân bình, làm nhiệm vụ xả cặn khi rửa bình hoặc là khi thay cát. Trên đây chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về bình lọc bể bơi Espa FCT900. Đây là một trong những sản phẩm cao cấp hàng đầu về thiết bị bể bơi mà chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết với khách hàng 100% sản phẩm đến tay khách hàng là chính hãng. Cam kết giá tốt nhất thị trường bởi chúng tôi là đại lý cấp 1 nhập khẩu sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất. Lắp đặt và hoàn thiện đúng cam kết, chỉ thanh toán khi khách hàng hoàn toàn hài lòng. Bảo hành tận nhà 24/7, tận tâm, chuyên nghiệp. Để được tư vấn và đặt hàng, các bạn cũng có thể gọi ngay theo số hotline 0962 890 222 hoặc tham khảo chi tiết hơn qua website fullspavietnam.com.vn. Ghé thăm showroom sản phẩm của chúng tôi tại địa chỉ liền kề 840 dịch vụ 19 phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi của mình trong phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video và hẹn gặp lại ở những số review tiếp theo.